Đông Nam Á ghen tị, tại sao Samsung chỉ ưu tiên Việt Nam? Chào mừng các bạn đã trở lại với chủ đề lần này của Dòng Máu Lạc Hồng. Thưa các bạn, không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam là nền kinh tế tốt nhất, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất châu Á trong năm 2022, khi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm. Trong khi căng thẳng địa chính trị thế giới vẫn còn, thì Việt Nam tiếp tục được đánh giá có vị thế tốt hơn các nước trong khu vực. Các gã khổng lồ công nghệ tiếp tục tin tưởng, thậm chí ưu tiên đẩy mạnh mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam thay vì tìm kiếm các bến đỗ mới xung quanh. Dù không phải siêu cường khu vực, thậm chí còn đứng sau các ông lớn khác, nhưng Việt Nam lại có sức hút kỳ lạ tới mức nhiều tập đoàn quốc tế dính như sam với Việt Nam. Samsung là một trường hợp minh chứng cho điều này. Vậy Samsung quyết dính như sam với Việt Nam như thế nào? Lý do đằng sau là gì? Hãy theo dõi hết video để có câu trả lời nhé! Vậy là đã 14 năm, tập đoàn Samsung có mặt tại Việt Nam. Sau 14 năm, tổng số vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã tăng 30 lần, con số đủ để nói lên hành trình xây dựng Việt Nam thành ngôi nhà thứ hai của một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Từ một dự án chỉ 670 triệu đô la Mỹ năm 2008, tới năm 2018, Samsung đã có 3 tổ hợp công nghệ cao tại Việt Nam với trị giá hơn 17,3 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, giá trị đầu tư của Samsung vào Việt Nam đã tăng tới gần 22 tỷ đô la Mỹ với 4 nhà máy. Bất chấp khủng hoảng, bất chấp kinh tế tài chính thế giới ảm đạm với mây đen bao phủ, Samsung tiếp tục thể hiện Việt Nam là ưu tiên, lựa chọn tốt nhất của họ tại thị trường châu Á. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Thì bạn hãy cùng nhìn vào con số gia tăng đầu tư và hoạt động trong năm 2022 của Samsung. Đây là minh chứng cụ thể nhất, thuyết phục nhất chứng tỏ tập đoàn này không hề rời Việt Nam, khiến các nước ASEAN không khỏi chạnh lòng. Tháng 2 năm 2022, Samsung quyết định rót thêm 920 triệu đô la Mỹ vào Thái Nguyên. Theo đó, vốn đầu tư nhà máy Samsung Electro Mechanics tại Thái Nguyên tăng từ 1,35 tỷ đô la Mỹ lên 2,27 tỷ đô la Mỹ. Tháng 8 năm 2022, trong cuộc gặp lần 2 với người đứng đầu chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính, chỉ trong năm 2022, tổng giám đốc Samsung Việt Nam, ông Choi Joo-hoo, tuyên bố rót thêm 3,3 tỷ đô la Mỹ để mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Theo ông chia sẻ, nếu như đến cuối năm 2021, lũy kế số vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt 18,2 tỷ đô la Mỹ, thì đến cuối năm 2022, con số này dự kiến sẽ vượt quá 21,5 tỷ đô la Mỹ. Ông tiết lộ thêm, cuối năm 2022, đầu năm 2023, Samsung xúc tiến để đưa trung tâm R&D tại Hà Nội vào hoạt động. Đây là trung tâm R&D của tập đoàn không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, tập đoàn đang chuẩn bị các điều kiện để sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn và sẽ sản xuất đại trà từ tháng 7 năm 2023 tại các nhà máy Samsung Electro Mechanics Việt Nam tại Thái Nguyên, như cam kết với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Thủ tướng đầu năm 2020 là đề nghị và khuyến khích Samsung đầu tư mảng bán dẫn vào Việt Nam. Trong một chia sẻ với báo chí đầu tháng 11 vừa qua, ông Choi Joo-ho một lần nữa khẳng định rằng Samsung không coi Việt Nam chỉ là đối tác thương mại đơn thuần, mà là đối tác kinh tế tương hỗ và bổ sung cho nhau, và chúng tôi cam kết không thay đổi niềm tin về Việt Nam. Trong thời gian tới, Samsung sẽ không thay đổi chiến lược đầu tư tại Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư tại Việt Nam. Đây được cho là thông điệp mạnh mẽ, khẳng định Samsung sẽ luôn ưu tiên và tin tưởng thị trường Việt Nam. Nói đi đôi với làm, năm 2022, ngoài rót vốn, Samsung có nhiều hoạt động cho thấy đầu tư lâu dài vào nguồn nhân lực Việt Nam. Vào ngày 23 tháng 1, tập đoàn này tổ chức kỳ thi tuyển dụng lần thứ 3 trong năm 2022 dành cho kỹ sư và cử nhân đại học như một phần trong chiến lược giữ vững cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Đây là chương trình tìm kiếm và nuôi dưỡng nguồn nhân lực kế thừa đảm bảo cho quá trình phát triển bền vững. Từ năm 2011, Samsung thường niên tổ chức tuyển dụng trên quy mô lớn với tần suất 2 lần trong một năm. Riêng trong năm 2022, Samsung đã tổ chức liên tiếp 3 kỳ thi tuyển dụng. Đặc biệt trong đợt tuyển dụng lần thứ 3 này, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch vận hành cơ sở trung tâm nghiên cứu và phát triển mới của Samsung tại Hà Nội, cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển các dự án mới của Samsung SDS. Do đó, Samsung tuyển dụng số lượng lớn nhân lực thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin. Không chỉ có thế, gần đây, Samsung cũng phát động chương trình Samsung Innovation Campus 2022-2023 nhằm cung cấp cho các em học sinh, sinh viên các khóa đào tạo nòng cốt liên quan tới phần mềm như lập trình và trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật. Samsung cũng đang triển khai cuộc thi Store for Tomorrow, tạo ra một sân chơi khuyến khích các em học sinh tư duy sáng tạo, ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật
và toán học nhằm tìm ra giải pháp giải quyết những vấn đề của xã hội hoặc địa phương. Đặc biệt, Samsung đã xây dựng ngôi trường Hy vọng Samsung tại 4 địa phương trên cả nước và đang nỗ lực để mọi em nhỏ đều có cơ hội được tham gia vào các lớp học ngoại khóa sau những giờ học chính khóa tại trường. Quả rất đúng, nếu Samsung muốn rời bỏ Việt Nam thì đã không làm thế đúng không nào? Nhìn trong bối cảnh một năm kinh tế buồn của toàn cầu còn thấy, Samsung đã rất ưu ái, ưu tiên thị trường Việt Nam. Trong khi các doanh nghiệp, tập đoàn đóng cửa cả loạt, nếu không thì cũng cắt giảm cả nghìn nhân sự, minh chứng như Meta, Twitter, chúng ta cũng đủ thấy các doanh nghiệp đang vật lộn ra sao. Làn sóng đóng cửa nhà máy, cắt giảm nhân sự, kéo theo thất nghiệp, lạm phát đang khiến cả thế giới điêu đứng, nhưng Samsung Việt Nam thì không. Đổ thêm tiền đầu tư, mở rộng nhà máy, hoàn thiện trung tâm nghiên cứu, tổ chức đào tạo, tuyển dụng nhân tài quy mô lớn. Đúng là một bức tranh khác biệt, vậy nên cũng dễ hiểu sao các netizen các nước tỏ ra lo lắng cho nước họ. Rất nhiều bình luận kiểu như dưới đây ngập tràn mạng xã hội trong năm qua. Bây giờ không phải sang Quảng Đông tìm việc nữa mà là sang Việt Nam. Thái Lan thì không thấy, chỉ thấy Thái Nguyên thôi sao? Chúng ta kém gì Việt Nam đâu mà sao các tập đoàn không đến? Việt Nam có sức hút gì mà tập đoàn nào cũng muốn tới thế nhỉ? Việt Nam là ngôi sao Đông Nam Á rồi, tôi phải sang Việt Nam kiếm việc thôi, vân vân. Các bạn thân mến, đúng là nhìn vào cam kết và hành động của Samsung, chúng ta có thêm niềm tin. Bởi tập trung vào hoạt động đào tạo thế hệ tương lai của Việt Nam chính là đầu tư vào sự bền vững. Chính nhân tài thanh thiếu niên là những người vừa làm chủ công nghệ, vừa có trách nhiệm với xã hội, sẽ là những người gây dựng nên tương lai và dẫn dắt công cuộc phát triển đất nước Việt Nam. Điều này cho thấy trách nhiệm cộng đồng, vai trò của doanh nghiệp đối với đất nước đang sản sinh giúp họ tạo ra lợi nhuận hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm và Samsung đang làm rất tốt điều này. Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đất lành thì chim mới đậu, đúng không các bạn? Việt Nam đang trở thành mảnh đất màu mỡ, ươm mầm và giúp các nhà đầu tư nước ngoài có vụ mùa bội thu. Nói về sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong thu hút đầu tư, dòng máu lạc hồng cũng đã có khá nhiều video. Nhưng có lẽ một trong những điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh nhất, trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động và khó lường như hiện nay, thì ổn định chính trị, yếu tố được cho là nổi lên hơn cả. Chính sách chính phủ cũng có thể nước nào cũng làm được, nhất là khi cần mời gọi một doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế tới đầu tư. Thậm chí môi trường đầu tư của Việt Nam chưa hẳn đã bằng một số nước trong khu vực ASEAN. Chất lượng lao động của Việt Nam để so với các nước như Singapore, Indonesia cũng không phải là quá nổi bật. Nhưng Việt Nam có một thứ mà các nước trên thế giới trong khu vực không phải ngày một ngày hai muốn là được, đó là sự ổn định chính trị. Ổn định chính trị giúp các tập đoàn nước ngoài có thêm niềm tin, có sự yên tâm để đầu tư, mở rộng sản xuất. Họ không phải lo nơm nớp, nay xây dựng, mai đóng cửa vì chiến tranh, vì xung đột hay bạo động. Họ cũng không lo về xung đột, tranh chấp mà bị cấm này cấm kia như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Bởi Việt Nam đã và đang hái được quả ngọt từ chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, làm bạn và hợp tác với tất cả các nước trong khu vực. Hãy nhìn lại cách Thái Lan lựa chọn chủ tịch nước Việt Nam đầu tiên trong các lãnh đạo cấp cao tới APEC để tiếp đón và đón trang trọng, cho thấy Việt Nam đang trở thành hình mẫu, niềm tin chính trị để các nước trong khu vực theo đuổi, thu hút đầu tư. Bản thân Thủ tướng Thái Lan cũng muốn từ sự ảnh hưởng của Việt Nam giúp người dân Thái Lan thêm tin tưởng chính phủ nước này, giúp các doanh nghiệp thêm tin tưởng chính phủ Thái Lan để rót vốn đầu tư. Nói về niềm tin giữa tập đoàn đầu tư với chính phủ thì Samsung tại Việt Nam tiếp tục là một hình mẫu. Không phải ngẫu nhiên mà 14 năm ở tại Việt Nam, Samsung đã coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của họ. Ông Sim Quân Hawan, người được cho dẫn dắt Samsung Việt Nam phát triển, chia sẻ khi được hỏi lý do quay lại với Việt Nam. Ông đã nói rằng, tôi muốn gọi đó là cuộc trở về hơn là quay lại. Bởi cũng như Samsung, tôi rất yêu quý đất nước và con người Việt Nam. Tôi luôn xem Việt Nam như là ngôi nhà thứ hai của mình và việc trở về nhà luôn là ước mong của tôi. Ông Sim Quân Hewan tự hào nói và cũng không giấu được niềm ước vọng rằng Samsung sẽ trở thành một doanh nghiệp quốc dân của Việt Nam, được mọi người dân Việt Nam tin tưởng và yêu quý bởi những đóng góp không ngừng nghỉ của công ty đối với đất nước và con người Việt Nam. Vâng thưa các bạn, có thể nói rằng một trong những thành công lớn nhất của Samsung và của Việt Nam chính là đã góp phần đưa Samsung trở thành một hình mẫu thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Để từ đó, nhiều doanh nghiệp khác theo chân Samsung lấy biểu tượng tập đoàn tỷ đô la Mỹ này làm mục tiêu, quyết tâm vào và thành công tại Việt Nam. Chúng ta, người dân Việt Nam cần nói một lời cảm ơn với họ, ít nhất là đã giúp hàng nghìn lao động Việt Nam có việc làm và không mất việc làm trong làn sóng cắt giảm nhân sự và đóng cửa của loạt tập đoàn lớn trên thế giới như hiện nay. Bạn có cùng quan điểm với Hồ Xanh Kiến Thức không?
hãy chia sẻ ở dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!